Tinh chất dầu hoa anh thảo là gì mà nhiều người tìm kiếm đến vậy? Để hiện nay ở trên thị trường thì xuất hiện hàng giả, hàng nhái, làm sao để mua được hàng thật? Và tinh chất dầu hoa anh thảo này hiện tại là có giá bao nhiêu? Mời mọi người cùng dành thời gian đón xem video mà Hoa Beauty chia sẻ chi tiết trong ngày hôm nay. Trên tay em đang cầm đây là một lọ tinh chất dầu hoa anh thảo 190 viên của Blackmore. Hiện tại đây là mẫu mới nhất ở thời điểm hiện tại. Mọi người có thể dành một chút thời gian để xem về mẫu mã bên ngoài của sản phẩm. Màu hồng trắng, mọi thông tin ở trên này thì đều bằng tiếng Anh và hạn sử dụng là ngày 29 tháng 9 năm 2023. Và đây là hàng nội địa của Úc. Dòng sản phẩm tinh chất dầu hoa anh thảo Blackmore thì trước kia có một mẫu màu xanh, nhưng mà hiện nay thì mẫu đó không sản xuất. Hoặc là những cái nơi mà họ vẫn đang bán thì hàng đấy là hàng cũ, hàng sắp hết đát, nên là mọi người cẩn thận. Còn hiện tại đây là mẫu mới nhất ở thời điểm hiện tại. Tinh chất dầu hoa anh thảo này thì đây là lọ này là 190 viên. Ngoài ra thì còn cái lọ là 125 viên thì nó bằng thủy tinh. Và lọ đấy thì được ít người sử dụng nên là mọi người chuộng cái dòng sản phẩm này hơn. Và dòng sản phẩm tinh chất dầu hoa anh thảo của Blackmore này thì có cái gì đặc biệt mà chị em lại tin tưởng sử dụng đến vậy? Thì đầu tiên em xin được nói về cái công dụng của sản phẩm. Về cái tinh chất dầu hoa anh thảo này, nó có công dụng chính của nó là giúp cân bằng nội tiết. Như các chị biết, chị em phụ nữ thì thường có những cái rối loạn nội tiết, nhất là đến tháng kỳ kinh hay là bị mụn nhọt. Nên là mọi người hãy tìm cho mình một cái sản phẩm làm sao để được cân bằng, ổn định nội tiết tố. Vì vậy thì cái sản phẩm tinh chất dầu hoa anh thảo của Blackmore này, nó vào Việt Nam được khoảng độ hơn 8 năm nay. Và cái tinh chất dầu hoa anh thảo ở trên thị trường thì có rất là nhiều hãng, nhưng mà cái dòng sản phẩm này thì em được đánh giá nó là gần như là nó tốt nhất và được nhiều người tin tưởng sử dụng nhất. Nó thuộc cái thương hiệu Blackmore, một trong những cái thương hiệu của Úc hàng đầu về thực phẩm chức năng. Mọi người có thể nhìn thấy chữ Australia đấy ạ. Và cái thương hiệu này nó ra đời từ năm 1932, được rất là nhiều người tin tưởng sử dụng về các cái dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Chị em nếu gặp những cái tình trạng mụn nhọt hay là bị rối loạn nội tiết, đau bụng kỳ kinh thì có thể sử dụng cái lọ sản phẩm này. Nó sẽ giúp cho chị em là cân bằng nội tiết, rất là tốt cho sức khỏe. Một hộp này thì 190 viên, với hàm lượng là mỗi viên là 1 gram, 1000 mg. Trung bình một ngày các chị uống từ 1 cho đến 2 viên. Thì một lọ 190 viên này thì mọi người trung bình uống trong vòng khoảng độ 6 tháng đến 7 tháng. Mà giá thành của nó rất là hợp lý. Nói về giá thành thì em cũng xin được chia sẻ trong video này, tại sao cái dòng sản phẩm này ở bên Blackmore ở Úc người ta bán lẻ với mức giá niêm yết từ 800 cho đến 1 triệu. Nhưng mà tại sao Việt Nam lại bán giá chỉ có 300.000, 200.000 hoặc là 400.000? Thì có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, đấy chính là hàng giả, hàng nhái, hàng không nguồn gốc xuất xứ. Nhiều nơi bán hàng thì quảng cáo là một phần, nhưng mà gửi cho mọi người thì hàng không đúng như quảng cáo, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng kém. Đấy là một trong những cái vấn đề mà tại sao giá lại rẻ. Cái thứ hai nữa là hàng từ nước ngoài đi về Việt Nam thì có hai đường, một là đường bay, hai là đường biển. Thì nhiều nơi người ta bán hàng rẻ thì người ta lựa chọn cái phương thức là đi theo đường biển để giá thành nó được rẻ nhất. Vì là cái giá đi theo đường biển nó chỉ bằng 1/4 so với đi đường bay. Vì vậy thì cái giá thành của nó rất là rẻ. Nhưng mà đi theo đường biển thì nó có một cái bất lợi là cái chất lượng sản phẩm ấy thì nó không được tốt. Vì đây là thực phẩm chức năng để uống. Khi mà đi theo đường biển nó nằm ở trong container thì cái độ nóng của cái container mà khi ở ngoài biển ấy nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên cái chất lượng của sản phẩm. Và thường người ta lựa chọn những cái dòng máy móc, thiết bị thì họ đi theo đường biển để cho nó giảm chi phí. Nhưng mà hiện nay thì cũng có rất là nhiều nơi họ chọn theo phương thức đấy để gửi hàng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm về để cho nó rẻ đem đến tay người tiêu dùng. Nên là mọi người cẩn thận tìm đúng những cái nơi uy tín. Thứ nhất là mua được hàng chuẩn, hàng chính hãng. Cái thứ hai là mua được cái hàng mà đi theo đường bay, chất lượng sản phẩm là tốt nhất. Như mọi người thấy ở trên màn hình thì có rất là nhiều những lọ tinh dầu hoa anh thảo mà bên em làm review cho mọi người. Thì đây tất cả đều sản phẩm đều như nhau. Và đây là một cái lô mới lấy về, nên em làm trực tiếp review cho mọi người biết về cái sản phẩm này.
Ngoài cái sản phẩm Blackmore tinh chất dầu hoành thảo này ra thì hãng Blackmore nó có rất là nhiều những cái sản phẩm khác như là vitamin E, vitamin C hay là một số dòng sản phẩm bổ sung sức khỏe khác mà được rất là nhiều người tin tưởng sử dụng. Nếu các chị cần tư vấn cụ thể về cái lọ tinh chất dầu hoành thảo này thì có thể để lại số điện thoại hoặc là liên hệ trực tiếp theo số điện thoại em để góc trái của màn hình 0985229900, hoặc là mọi người có thể truy cập theo cái đường link mà em để ở dưới mô tả để xem chi tiết về sản phẩm cũng như là mức giá ở cái thời điểm hiện tại. Vì là cái sản phẩm này nó phải phụ thuộc vào bên hãng Blackmore về cái mức giá họ đưa ra, thì các chị kích theo đường link để cập nhật. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe video. Nếu video này hay thì mọi người hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.